Yo, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Cờ Su. Nếu bạn có theo dõi trên video của mình thì cũng đã biết sắp tới chúng ta có khá tựa game để cùng nhau phân tích. Và đó là phiên bản tiếp theo của Bendy và sự hồi sinh bóng tối. Cùng với đó là tựa game cùng nhà Kiribis, Soto Banish, cũng như phần 3 của Dark Deception mới ra mắt. Vậy, tập đầu tiên trong lần quay trở lại này, chúng ta hãy cùng nhau phân tích đoạn teaser mới nhất của Bendy and the Dark Revival nhé. Đầu tiên, trước khi phân tích điều gì, hãy cùng nhau đặt ra các giả thuyết. Thứ đầu tiên bạn cần để ý đến ở đây, đó chính là câu nói và cánh tay của nhân vật mà chúng ta điều khiển. Cánh tay cô ta có đầy mực, tuy nhiên không phải tất cả, mà cô ấy vẫn có tay của con người sót lại. Nhưng nếu nhìn vào hai nhân vật của chúng ta, thì các bạn hoàn toàn có thể nhận ra rằng đó chính là Alice và phiên bản Physical Alice đều kín cả hai tay. Vậy có lẽ đây là một nhân vật chưa từng xuất hiện trong phần Immersive, hoặc cũng có thể đây là Physical Alice hoặc Alice. Nhưng tuy nhiên nếu là một trong hai cô ấy, thì tại sao cánh tay lại không bị che phủ? Và điều có thể đưa ra để lý giải ở đây chính là timeline của phần 2 này. Phần 2 có tên là Bendy and the Dark Revival. Vậy khả năng cao và gần như chính xác nhất lúc này, đây chính là khung cảnh mà các bạn đang xem trong trailer, là tiền giai đoạn khi Henry quay trở lại xưởng phim Joey Studio. Và đây cũng chính là lúc nhân vật trong phim hoạt hình được sống lại nhờ cỗ máy tạo mực Immersive. Và rõ ràng rằng đây chính là sự hồi sinh trong bóng tối, Dark Revival. Khi đã xác định được timeline cụ thể thì chúng ta có thể xác định được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Giọng nói đầu tiên mà các bạn nghe được rất giống với giọng của một người bí ẩn mà chúng ta đã từng nghe trong phần Immersive. Tuy nhiên, ngay cả phần trước vẫn quá ít thông tin để chúng ta có thể biết nhân vật này thực sự là ai. Hãy cùng để ý đến câu này. A pretty girl like you shouldn't be wandering around all by yourself. Điều này có thể hiểu rằng tên này đang cố theo dõi cô gái và là một kẻ có vẻ khá thích những cô gái đẹp. Và cũng có thể chứng tỏ rằng có vẻ hắn chính là người đưa cô ta đến đây. Mặc dù lúc đầu nghe giọng của tên này mình đã nghĩ ngay đến giả dạng của Seminoracy. Tuy nhiên nếu nghĩ đi nghĩ lại thì lại không hợp lý chút nào. Vì trong phần 1 các bạn có thể thấy anh ta gần như không quan tâm đến Alice và Physical Alice. Finally be freed from this prison, this inky dark abyss. You said I'd be free. Well, I'm going to free you now. Và càng thêm chắc chắn khi Twister của người đồng thiết kế Bendy đang lên dòng tweet giúp chúng ta hiểu đây là một nhân vật mới và đó không phải là Henry. Và khi đã lọc qua một lần các nhân vật thì chúng ta hãy tạm tin nhân dạng này là Alice và cô ấy đang trong quá trình chuyển hóa trở thành một Physical Alice. Và từ đây thì có lẽ các bạn cũng đã ngầm hiểu rằng khả năng cao trong phiên bản mới này chúng ta sẽ được đóng vai Alice hoặc Joey Andrew, thậm chí chính là In Benny, để khám phá ra chuyện gì đã xảy ra nơi này trước khi Henry đến. Quay trở lại với cảnh đầu tiên, sau khi giọng nói được phát ra, chúng ta có thể thấy rằng cô ấy đưa tay lên và nói: "What? This feels wrong." Liệu có khả năng nào cô ấy thực sự biết trước điều gì đang xảy ra với mình hay không? Và liệu rằng có thể cô ta chính là Suzy Campbell hay là Alison Patel? Hay rằng nếu như cô ta trở thành một nhân vật hoàn chỉnh thì trí nhớ của cô ta cũng sẽ biến mất hoàn toàn? Vậy để biết cô ấy là ai thì chúng ta hãy cùng nghe lại giọng âm của hai phiên bản Alice nhé. Yep, khi nghe xong giọng này chúng ta cũng có thể thấy ngay nó cực kỳ giống với Suzy Campbell, chính là cô gái được đưa vào bởi Joey và chính là người có chất giọng ngọt ngào. Nhưng tuy nhiên với những điều cô ấy làm thì lại dấy lên một nghi ngờ lớn giữa các thực thể mực khác nhau. Như các bạn có thể thấy rằng khi cô ta nhận thấy có một in monster đang đuổi theo, thì rõ ràng cô ta rất sợ hãi. Nhưng khi thấy một thành viên trong Butcher Gang thì cô ta lại rình rập để tấn công. Và khi hấp thụ được một nhân vật khác thì có lẽ cô ấy đã tiến gần hơn với một in monster. Đây chính là mối chốt cho cụm từ Dark Revival. Từ một cô gái mộng mơ như Suzy đang cố để hồi sinh một lần nữa trở thành nhân dạng cô mong muốn, thiên thần Alice, giờ thì chúng ta có thể hiểu tại sao Physical Alice lại giết nhiều bản thể Boris như vậy.
Nhưng có lẽ nếu một khi cô đã tái sinh trở về nhân dạng hoàn hảo thì khả năng cao cô sẽ lại mất trí nhớ như Alice. Ngoài ra trong China mới, khi mới bắt đầu vào cảnh đầu tiên thì chúng ta có thể thấy tấm cardboard của Benny. Vậy có lẽ đây chính là sự thông báo cho hiện diện và sự hồi sinh của In Benny trước tất cả các sự kiện diễn ra từ phần 1. Và như vậy thì mình đã phân tích xong China của Benny and the Dark Revival. Lưu ý rằng đây chỉ là giả thuyết và không phải cốt truyện chính thống. Mọi thắc mắc mình và các bạn sẽ cùng nhau phân tích khi tựa game được ra mắt. Đừng quên để lại bình luận của mình về China mới của tựa game Benny and the Dark Revival, cũng như ấn đăng ký quả chuông nhỏ khi có video phân tích tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới. Peace!